Tiểu Thiết. Hả? Chào. Sao hôm nay anh vẫn làm việc? Hôm nay không phải anh được nghỉ sao? Bởi vì vụ án có tiến triển mới, làm kiểm sát viên thì nhất định phải nắm chắc cơ hội vàng. Vậy cuộc hẹn tối nay có cần đổi ngày không? Sợ anh không tới được. Thật ra thì không cần đổi ngày đâu. Một lát nữa thì tôi xong việc rồi. Cô yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ tới đúng giờ, sẽ không trễ hẹn đâu. Được. Cô đừng lo nha. Tường Di. Ủa, cô vừa xuất viện đã đi làm rồi hay sao? Cô nên nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi đã. Đúng đó, tôi thấy mình khỏe nhiều rồi, với lại lo cho học sinh cho nên muốn tới xem thử. Cô đúng là yêu nghề thiệt ha. Nè, cậu tới đây chắc là chuyện thầy Nghiêm có tiến triển hả? Vẫn tìm chứng cứ, từ từ nói cho cậu nghe. Sẽ có chứng cứ trong lớp luyện thi. Chuyện là cho tôi mượn Tiểu Thiếp một chút, tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi ảnh, lát nữa tôi sẽ trả. Chuyện gì vậy? Ở đây nói không tiện đâu. Không tiện nói được. Vậy chúng ta qua bên kia từ từ nói ha. Ok, được rồi, đi. Nè, cổ tìm ảnh có chuyện gì vậy? Tôi không biết nữa. Qua bên này. Sao hả? Có chuyện gì vậy? Cái gì mà bí mật dữ vậy? Hả? Chuyện này tôi muốn hỏi anh. Nữ hoàng bóng đêm là Quang Tinh Tinh phải không? Cô muốn hỏi tôi cái này đó hả? Sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Tôi thật ra tôi không biết ai là nữ hoàng bóng đêm, nhưng tôi có thể xác định với cô một điều là không thể nào là Quang Tinh Tinh được. Thật tốt quá, tôi còn tưởng là cổ. Chuyện rất quan trọng mà lúc nãy cô nói đó chính là chuyện này hay sao? Sao cô lại muốn biết nữ hoàng bóng đêm là ai chứ? Bởi vì Quang Tinh Tinh chính là kẻ đồng phạm mà. Bởi vậy cho nên nếu như Cường Đại tiếp tục đeo bám theo cổ thì sợ là sẽ có chuyện phiền phức xảy ra. Bởi vậy tôi quan tâm tới bạn bè của mình, cho nên tôi mới muốn hỏi anh chuyện này. Quan tâm tới bạn bè, rất tốt. Thật ra thì Dương Cường Đại thật sự không có nhìn thấy gương mặt thật sự của nữ hoàng bóng đêm, cho nên không có người nào biết được nữ hoàng bóng đêm là ai hết. Nhưng mà sao lại có người đối với một người mình chưa gặp mặt lại nhớ hoài không quên? Vậy họ có phải là cư dân mạng không? Không có, Dương Cường Đại biến thái. Cậu ấy rất là thích những cô gái quái dị và bí ẩn. Nhưng mà cô đừng nói lại với Cường Đại đó nha. Đại ca, có chuyện này tôi muốn nói. Cô Tường Di, có chuyện này tôi để trong lòng lâu lắm rồi, luôn muốn nói với cô. Có chuyện gì vậy? Tối nay cô rảnh không? Cô ấy không rảnh, cô ấy rất là bận. Với lại biểu hiện của cậu không bình thường một chút nào. Sao rồi hả? Chứng cứ đã tìm đủ chưa? Đã tìm đủ rồi, chuẩn bị thu đội. Anh vất vả rồi. Không có gì. Ê nè, cô nhìn kìa, đó. Trời ơi, chim đậu quá trời luôn ha. Phải ha. Thế sao hả? Tới phiên tôi rồi. Vậy được, trả cho anh đó. Được. Chúng ta trở về sở rồi nói. Ở đây nói chuyện không tiền. Đừng quên thỏa thuận của chúng ta đó nha. Còn cuộc hẹn của tôi nữa. Tôi không hẹn với cậu. Được. Đi Alphi, đi thôi, làm gì vậy? Tạm biệt. Trời ơi, đi thôi. Má lên. Vậy về tù trưởng ông biết được bao nhiêu? Anh ta đeo khẩu trang, sau đó lúc chúng tôi bước vào nhà thì chúng tôi chia ra hành động, mỗi người làm việc của mình, không nói gì với nhau. Sau đó chúng tôi mạnh ai nấy chạy. Lúc gặp nhau ở điểm tụ họp cũng không thấy anh ta xuất hiện. Sau đó tôi xem tin tức, nghe nói có một cảnh sát chết ở đó. Chúng tôi chia chiến lợi phẩm ở ngoài kho, cho nên tôi nghĩ người đó chính là tù trưởng. Anh ta biết mình đang nói gì sao? Ba mình bị người ta hại chết, sao ba mình có thể là tù trưởng được chứ? Theo như lời khai của thầy Nghiêm, anh ta thật sự không biết tù trưởng là ai. Tiểu Thiết à, mọi người đã đối chiếu lời khai của thầy Nghiêm chưa? Lời khai của người này có đáng tin hay không? Lời khai của anh ta cùng với Chiêm Định Tuyên sau khi tiến hành điều tra chéo, hầu hết đều ăn khớp với nhau. Với lại năm đó Chiêm Định Tuyên có chết cũng không chịu nhận hắn chính là đại ca, bởi vì thầy Nghiêm đã thú nhận nên hắn mới chịu khai. Mình phán đoán
có mức độ đáng tin cậy nhất định. Với lại đại ca Mã Sa, tên cầm đầu của họ, chúng mình đã điều tra. Hắn đã chết cách đây 10 năm, nhưng mà vẫn xin với tòa án giấy lục soát nhà quán. Đúng là tại nhà của Mã Sa đã tìm được một khẩu súng lục cũ. Mình cũng đã gửi khẩu súng đó tới trung tâm pháp y để giám định rồi. Nếu như đó chiếu ra được, khẩu súng này thực sự chính là khẩu súng gây án năm xưa. Chúng ta đã có thêm bằng chứng mới. Đã có bằng chứng mới, có nhân chứng mới, chúng ta có đánh bơm. Nghi phạm họ Chim đã xa lưới. Nơi bị đánh bơm là trường luyện thi nằm trong học khu, không phải là một chuỗi các trường luyện thi lớn. May mắn không bị thương vong về người, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Ông chủ à, tôi xin lỗi. Tôi chỉ yêu cầu cậu nghĩ cách khiến Tứ Đức rời khỏi trường luyện thi thôi. Cậu gửi thư nặc danh, bôi đen bôi nhỏ, cậu phải hiểu rõ, nó là con gái của tôi. Tôi cứ nghĩ là dùng cách này mới có thể khiến cho cô Liên thấy chán ngán với trường dạy luyện thi đó. Cho nên tôi thật đáng chết, tôi đã làm hỏng việc hết rồi. Nhưng mà tôi bảo đảm là tôi nhất định sẽ tìm cách bù đắp mà. Tôi cảnh cáo cậu, nếu như Tứ Đức còn phải chịu chút ấm ức nào, hậu quả ra sao chắc cậu hiểu rõ. Dạ. Chào chú. Chú có xem tin tức, biết chuyện về trường luyện thi của con, bây giờ tình hình đã ổn chưa? Ừ. Cũng may là không gây ra thương vong nào, nhưng mà có điều Tường Di đã bị thương, bây giờ đã xuất viện rồi, không sao hết. Không sao thì tốt rồi. Không ngờ là kẻ đánh bom đó lại chính là Chim Định Tuyên. Hắn đi tới tìm thầy Nghiêm để thanh toán mối thù cũ. Mối thù cũ cái gì chứ? Năm xưa thầy Nghiêm là một trong những đồng phạm. Năm xưa có biệt hiệu là Diêm Ba. Nói vậy chính hắn là Diêm Ba sao? Chú Huân à, chú cũng biết Diêm Ba sao? Năm đó là do chú phụ trách vụ án này, làm sao mà không biết được. Thời điểm đó anh ta không chịu khai điều gì, chỉ nói có một đồng phạm tên là Diêm Ba. Con thật sự không ngờ thầy Nghiêm lại là một trong những đồng phạm năm xưa. Bây giờ anh ta lại là ông chủ ở trường luyện thi của con. Đúng vậy, con không biết phải làm sao đối diện với anh ta. Nghĩ tới đồng phạm năm đó, bây giờ con sống thoải mái vui vẻ như vậy. Hơn nữa anh ta còn nói ba con là tù trưởng. Con thật sự không biết lời thú nhận của người này có trả lại sự trong sạch cho ba con hay làm chuyện rối bời thêm đi. Cường Đại, con cảm thấy một kẻ đã phạm tội, trong lòng của họ đang nghĩ gì? Mỗi ngày khi thức dậy, hối hận về những tội ác mà họ đã gây ra, muốn thay đổi làm một người tốt, nhưng mà không có ai chấp nhận. Món nợ lương tâm như vậy, suốt cả đời này cũng không trả hết. Nhưng mà con nghĩ là những người phạm tội thì họ phải trả một cái giá. Những nỗi đau mà họ đã gây ra cho nạn nhân thì cả đời này không có cách gì bù đắp được đâu. Nè, đã lâu rồi không ăn phải không? Chú đã thử nhiều lần rồi, tập nấu theo khẩu vị của mẹ con, bây giờ có lẽ giống chín phần rồi phải không? Có. Chú nghĩ là mẹ của con cũng không muốn nhìn thấy con hành hạ bản thân như vậy. Cũng giống như là đài phát thanh Dorothy nhắc tới bản thân đã bị lửa táp, nhưng vẫn còn năng lực tích cực để pha trò. Đó là Dorothy, còn là con sư tử không có can đảm. Chú nghe Tiểu Thiện nói con ở lớp luyện thi mọi người đều gọi con là thầy. Sư tử Dương Cường Đại và Dorothy rất có duyên với nhau. Thực ra can đảm lớn nhất không phải là để đấu nhau khốc liệt, mà chính là tha thứ. Chồng của cô là cảnh sát tham nhũng, lập băng đảng cướp, giết người cướp của. Con của hắn cũng không phải là thứ tốt lành gì. Ba tôi không có giết người, ba tôi không có tham nhũng. Con không cần thứ can đảm nữa. Sau khi ba của con đi rồi, những ngày tháng đó con sống rất khổ sở, vì mẹ con cũng đi. Lúc đó con luôn cảm thấy ba trong sạch. Con đã chạy tới khắp nơi,
con tới sở cảnh sát, con tới tòa soạn báo, chỗ nào con cũng đã đi. Nhưng mà sau đó con cảm thấy hình như mẹ luôn muốn cản trở con. Thậm chí con cảm thấy mẹ đã bỏ cuộc. Bởi vì mẹ của con muốn con có thể sống một cuộc sống như bình thường. Có đôi lúc con nhớ về mẹ, con cảm thấy hình như mẹ đã tin vào dư luận lúc bấy giờ. Mẹ cảm thấy dường như ba là một cảnh sát tham nhũng. Có vẻ như chỉ có con mới tin ba con là trong sạch. Chú Hưng à, chú cũng tin là ba của con trong sạch đúng không? Dương Cường Đại, điện thoại của cậu không nhận được tín hiệu, có phải vậy hay không? Nó chỉ là trang sức thôi hả? Dạ, chào chú Hưng. Cường Đại, cậu đi theo mình tới chỗ này đi. Đi đâu? Phải làm chuyện chính rồi, nhanh đi. Mau lên, đi đi đi. Thế sao? Cũng được ha. Quán này đúng là nhìn cũng có vẻ được đó. Nhưng mà nè, tại sao cậu lại mời mình đi ăn cơm chứ? Gần đây cậu ốm đi nhiều, dẫn cậu tới ăn một bữa cho thật là đã, đúng không? Cho cậu vui vẻ. Nói thật đi. Không có gì đâu. Thật ra thì tối hôm nay mình có hẹn đi ăn với Tứ Đức, nhưng mà mình vẫn chưa thân với cô ấy cho lắm. Ít ra thì cậu cũng là đồng nghiệp của cô ấy mà, cùng nhau trò chuyện như vậy thì sẽ bất ngại ngùng hơn, đúng hay không? Mình rất muốn giúp cho cậu, nhưng mà sự thật là mình với Tứ Đức chưa từng nói với nhau câu nào hết. Cậu cứ coi như là đi chung với mình được rồi, không được sao? Trước đây cậu thường hay nói với mình đùa giỡn với các em gái, nói mình không thật lòng với Tường Vi gì đó. Mình hỏi cậu nha, Tứ Đức có phải là em gái của cậu không? Tứ Đức là giáo viên tiếng Anh. Là em gái gì tiếng Anh? Giáo viên tiếng Anh. Tóm lại đều là em gái. Nếu cậu thật lòng với Tường Vi, không có tình cảm gì với Tứ Đức, thì cần gì phải sợ kia chứ? Mình... Lúc nãy mình đã ăn no ở chỗ chú Hưng rồi. Đây nè, cậu nói mình ăn no, có đúng không? Mấy thứ đồ ăn lúc nãy cũng không đủ nhét cái răng của cậu. Nói cho cậu biết, bữa ăn tối hôm nay mình đãi tùy cậu gọi. Trúng ý rồi gì? Thôi được rồi, dù sao mình cũng thấy hơi đói, với lại chỗ này thấy đồ ăn cũng ngon. Đi. Ê, Tường Vi cô cũng tới sao? Cường Đại. Sao anh cũng ở đây? À, ngồi. Nè, qua đây. Tường Vi à, ngồi đây đi. Nè, qua đây. Ngồi đi. Thật hả? Cô Tư Đức à? Cô vào trước đi. Sao cô lại đến đây vậy Tường Vi? Tôi cùng đi với cô Tư Đức tới đây. Dĩ nhiên cô phải ngồi đối diện với anh rồi. Tôi ngồi đối diện với Dương Cường Đại. À, vậy hả? Cường Đại, cậu có thể nào đổi chỗ với mình được không? Đều vô chỗ ngồi hết rồi mà. Cậu sợ lạnh hả? Cũng đâu có chỗ thoát khí đâu. Được. Được lắm. Được, tốt. Trong lòng ảnh thật sự chỉ có Tường Vi. Sao anh tới làm kỳ đà cản mũi hả? Chẳng phải cô cũng như vậy sao? Hôm nay cô đẹp lắm. Vậy mọi khi tôi không đẹp à? Ê, không phải. chúng tôi muốn gọi món. Xin chào, xin hỏi anh chị muốn gọi món gì? Là món này. Ồ, cậu phô trương quá, ăn gì nhiều dữ vậy? Tôi gọi món này. Dạ được, còn anh chị muốn gọi món gì? Ưu tiên phụ nữ trước. Tôi cũng giống như cổ, tôi cũng gọi một phần này. Vậy còn anh muốn gọi món gì? Lấy cho tôi món rẻ nhất vậy là được rồi. Điều khó chịu nhất khi sống ở nhà chính là ngày nào ba tôi cũng sắp xếp bắt tôi coi mắt. Giờ thời đại nào rồi còn phải coi mắt. Nên quan điểm tình yêu của tôi chỉ có 4 câu: hormone, chịu trách nhiệm cho tình yêu sét đánh, còn cảm giác, quyết định, sợ bên nhau, tuyến thượng thận, quyết định có trả tay hay là không, lòng tự tôn quyết định ai sẽ bày tỏ trước. Còn biết làm thơ nữa. Tôi cũng biết viết nhạc nữa. Theo như lời của Dương Cường Đại thì trong thất tình lục dục của ảnh chắc là cảm giác thèm ăn mạnh sai nhất. Sai, cậu ấy nhục dục. Đúng rồi, tôi không muốn để bản thân mình thấy đói. Cả đời này cầm lên không buông xuống được chỉ có đôi đũa, có khi là dao nghĩa. Này, mọi người đang nói tình cảm mà, cậu nói món ăn là sao chứ? Cậu không có phẩm vị hả? Nhưng mà chúng ta đang ăn mà. Nè Dương Cường Đại, anh luôn ăn cơm một mình nè.
ăn quá nhiều, giống như ảnh. Ai có thể cùng ăn nhiều như vậy được? Cô có biết cậu ấy có biệt danh gì không? Lẽ nào cô cầu thực quá vật ham ăn đó. Biệt danh là mập ngốc nghếch. Nhưng mà cậu ấy đâu có mập đâu. Cậu ấy rất là ốm. Cường Đại, nhưng mà anh không cảm thấy nếu như bên cạnh anh có người cùng ăn cơm chung với anh, chính là những gì mà lúc nãy anh nói đó, là một cái gì đó giống như là cảm giác, thì sẽ làm cho món ăn ngon hơn mà. Giống như tôi thật sự không thích ăn cơm một mình. Tôi cảm thấy thức ăn ngon hay không, đó là vấn đề của gia vị. Tôi hy vọng tôi có bạn trai, ảnh sẽ ăn cùng với tôi, nhưng mà tôi không có. Cô đừng có đùa nữa. Cô chưa có bạn trai sao? Thật đó, tôi không có gạt anh. Không thể nào đâu, điều kiện của cô rất là tốt, hầu như không có khuyết điểm gì. Tôi có chắc khuyết điểm. Chắc là chọn phải không? Có điều... Ok, có một vài lựa chọn nhưng mà tôi cũng không thích lắm. Vậy bây giờ cô đã có người thích chưa? Hôm nay cậu thiếu phối hợp thiệt đó. Phô trương quá. Đã ăn hết toàn bộ rồi. Với lại đồ ăn ở đây cũng rất là ngon. Tôi cảm thấy món ăn rất đặc biệt. Nhưng mà tôi cũng thấy ngại quá, đã khiến cô phải tốn tiền rồi. Tôi... Nếu như anh thực sự cảm thấy ngại thì lần sau anh mời tôi lại. Đừng để tôi phải đợi lâu đó. Ừ, được. Nè Tiểu Thiết. Hả? Anh không cảm thấy Tường Di với Cường Đại hai người tình cảm của họ rất tốt hay sao? Ai không biết chắc sẽ nghĩ là họ đang quen nhau đó. Có sao? Tôi cảm thấy sự tương tác của họ giống như bạn bè bình thường thôi mà. Cùng lắm chỉ là tình đồng nghiệp thân thiết với không nhau thôi. Không chỉ tôi, toàn bộ trường luyện thi đều nghĩ là họ đang quen nhau. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, hai người họ rất xứng đôi mà. Không được, không được, không được. Hai người họ không được ở bên cạnh nhau. Tại sao lại không được? Vì tôi cảm thấy Cường Đại cậu ấy... Vì anh sợ mình sẽ lẻ loi. Anh sợ nếu hai người đó thật sự quen nhau. Không sao đâu, chúng ta có thể ở bên nhau mà. Như vậy bốn người chúng ta có thể thường xuyên ra ngoài cùng ăn bữa cơm như hôm nay. Chúng ta là bạn của nhau hả, đúng không? Đúng. Tôi biết. Tôi nghĩ là sau này chúng ta sẽ thường xuyên đi ăn cùng với nhau, giống như là ngày hôm nay. Tình cảm sẽ tốt hơn. Đúng vậy. Tiểu Thiết cũng khuya lắm rồi đó. Tường Di, đi thôi. Hôm nay cảm ơn cô nha. Đừng để tôi đợi lâu quá. Không đâu. Tạm biệt. Tạm biệt. Ừ. Tứ Đức, tạm biệt nha. Tạm biệt. Bye bye. Đợi đã. Tiểu Thiết, anh đang sống chung với Cường Đại đúng không? Vậy Tường Di cũng ở bên đó, đi về hướng đó sao? Bây giờ tôi là bạn cùng phòng với hai ảnh. Hả? Nói vậy bây giờ ba người ở chung nhà hả? Ừ. Tù trưởng Chiêm Định Tuyên. Chiêm Định Tuyên luôn nói là thầy Nghiêm bắn hắn bị thương, nhưng mà thầy Nghiêm khẳng định mình không có súng. Hơn nữa lúc Chiêm Định Tuyên bị bắt, không đề cập tới những đồng phạm khác ngoài thầy Nghiêm. Bây giờ thầy Nghiêm lại khai ra người này, làm chứng chống lại Mã Sa. Có lẽ chỉ nói cho qua chuyện mà thôi. Cô gái may mắn còn sống sót năm đó, không biết bây giờ như thế nào. Mình vẫn không thoát ra được nỗi đau. Chắc cổ càng đau khổ hơn mình. Mày sấy tóc, xài xong không để lại chỗ cũ là sao? Chắc chắn là ở chỗ cậu. Tiểu Thiết à? Ừ? Thầy Nghiêm nói cảnh sát trong vụ án năm đó là cảnh sát thực sự. Vậy cậu có cách nào điều tra ra cảnh sát nào trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới vụ này năm xưa hay không? Có phải là cậu muốn làm cảnh sát trưởng hay là muốn mở đại lý tín dụng không? Cậu đừng đưa ra vấn đề khó cho mình như vậy. Chuyện này phải điều tra riêng tư đó. Cảm ơn. Ông chủ, ăn tô mì da heo đi. Được. Ăn mì đi. Ăn mì mới được. Ông chủ, chào đón ông được trở rồi. Về. Cảm ơn. Gì à? Cũng đâu phải từ Hawaii trở về. Cảm ơn các thầy cô. Thời gian trước đây, tôi là một ông chủ thật sự có hơi keo kiệt chút. Là vô cùng keo kiệt. Đúng đó. Đúng.
Bởi vì để cảm ơn mọi người, tôi quyết định năm nay nhất định phải cho mọi người đi du lịch. Chỉ có Tường Di tin tôi cho sao hả? Tôi nói là sự thật đó. Lần nào ông cũng nói vậy nhưng mà đâu có. Vậy mọi người nói đi, muốn đi đâu? Vậy tôi muốn đi Maldives. Muốn đi Ý. Một vé đi Paris. Được. Vậy địa điểm có thể xem xét một chút như là có thể đi công viên giải trí mà. Thôi kìa, lại nữa rồi. Trước tiên hãy đi những nơi này trước có được không? Ta không. Chúng ta bàn lại thôi. Tường Di, cô muốn đi đâu? Tôi muốn đi Bắc Âu ngắm cực quá. Tôi cũng muốn đi đó. Tôi cũng muốn đi nữa. Quá rồi. Vậy quyết định chỗ này đi. Chúng ta cùng đi đi. Đi chung cho vui. Bây giờ đặt vé chắc sẽ kịp. Ê, ông chủ. Hả? Họ đang ở sau lưng anh kìa. Lý Đại Thế, anh đến đây làm gì? Anh đến chúc mừng tôi sao? Anh đừng có mơ. Cô Tứ Đức à, tôi cố tình tới đây để xin lỗi cô. Trước đây tôi có nhiều chỗ đắc tội với cô. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã tự kiểm điểm sâu sắc rồi. Là tôi đáng chết. Cô Liên à, cô là người rộng lượng, sẽ không chấp nhất tôi bỏ qua cho chúng tôi ha. Cũng xin cô ở bên phía của ông chủ nói với ông ấy một tiếng, nói cô sẽ không trách chúng tôi nữa. À, có được hay không vậy? Chúng tôi xin lỗi cô mà. Ba tôi kêu hai người tới đây sao? Đây là chút thành ý của chúng tôi. Tôi năn nỉ cô, bên phía ông chủ Liên nói giùm tôi vài câu tốt đẹp đi được không? Ông ấy ứng cử nghị viên, tôi bảo đảm cả lớp luyện thi của tôi đều sẽ bỏ phiếu bầu cho ông ấy mà. Anh làm sao vậy? Mọi người đều đang mừng cho ông chủ. Sao anh không ăn mừng với chúng tôi? Trường luyện thi đâu phải của tôi mở. Người bị tống tiền cũng không phải là tôi. Chuyện kiện cáo đã dừng lại, có gì đâu đáng để ăn mừng chứ. Sao anh có thể nói như vậy chứ? Tất cả mọi người đều làm việc với nhau một thời gian dài như vậy. Bây giờ ông chủ cũng coi như là bạn của chúng ta. Được, dù anh không muốn vui mừng cho ông chủ cũng được. Nhưng anh cũng thử nghĩ mà xem. Lỡ như trái bom đó thật sự phát nổ, sẽ có biết bao nhiêu người vô tội sẽ bị tổn thương. Bắt tôi vui mừng cho thầy Nghiêm, tôi thật sự vẫn không làm được. Nhưng nếu như nói là vì mừng cho công chúng thì thật sự rất đáng để vui mừng. Sao lại nói không vậy? Hả? Vui mừng cho tôi cũng rất tốt mà. Tôi cũng là người vô tội bị hại mà. Nè Cường Đại, nói thật nha, tôi thật sự cảm ơn cậu. Lần này có cậu giúp mới bắt được tên Chim Định Tuyên. Nếu không thì thật sự không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cảm ơn. Ông mở trường luyện thi này rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền? Chim Định Tuyên đệ tử của ông tìm ai không tìm lại tìm ông. Ông cũng không phải là ông chủ công ty lớn. Sao hắn không tống tiền người khác mà lại tống tiền ông chứ? Vậy thì hai người có giao dịch cá nhân gì sao? Làm sao tôi biết, cậu ta tìm tôi, tôi cũng đành chịu thôi. Tôi sẽ đãi khách, đúng mấy ngày nữa tôi sẽ đãi ăn. Lần trước đón người mới nhưng cậu không tới, lần này nhất định phải tới ha. Alo. Phải. Bây giờ sao? Được rồi, tôi sẽ đi một chuyến, cảm ơn. Anh muốn đi đâu? Dĩ nhiên là có việc gấp. Cường Đại làm sao vậy? Từ lúc mình trở về từ sở cảnh sát, cậu ta chưa lần nào nhìn thẳng mình. Ấy trời, suốt nữa mình quên, cảnh sát Thiết là bạn thân của Cường Đại. Có lẽ là Cường Đại đã biết hết mọi chuyện rồi. Ông chủ, ông đừng buồn nữa. Con người của ảnh là vậy đó, nói cứng nhưng rất mềm lòng. Chừng nào ông quyết định thời gian và địa điểm thì nói với tôi phụ trách đưa ảnh tới. Được. Con người thật sự không thể sai lầm một bước. Rửa tay đã hai mươi mấy năm, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Miếng ngọc bích này là một phần của bức tượng Phật Quan Âm. Sau khi tôi thẩm định xong, chắc chắn chính là một phần của tượng Quan Âm trong hình này. Tại sao cậu lại cẩn trọng trong chuyện này như vậy chứ? Nhờ tôi giám định miếng ngọc bích này.
Thầy ơi, thật ra miếng ngọc này đối với em mà nói rất quan trọng. Em cũng muốn hỏi thầy là thầy có biết chuyện gì có liên quan tới miếng ngọc Quan Âm này không? Vậy thì cậu phải nói cho tôi biết miếng ngọc này từ đâu mà cậu có. Được. Bây giờ là bất cứ gì cũng phải cẩn thận mới được. Gần đây thật là không nên có hành động gì. Không cần bán nữa, không bán tranh nữa, phải đem về thôi, trả tiền cọc cho họ. Đúng đúng, bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện này phải cẩn thận mới được, thật là. Tóm lại để sao rồi bán. Đại Thiên Điển tinh phẩm. Thì ra là vậy. Thực ra pho tượng Ngọc Quan Âm này là do một người bạn thân của tôi sưu tầm. Tên của anh ấy là Uông Bác Nghị. Uông Bác Nghị? Thầy ơi, thầy quen với chủ nhân nhà họ Uông sao? Thực ra chúng tôi rất thân. Anh ấy chính là ba ruột của Tường Di. Tường Di à? Phải. Không phải, cô gái còn sống sót trong nhà họ Uông có tên là Uông Sảo Di mà. À, đó là vì sau khi vụ án xảy ra, dì của cô ấy đã đổi tên cho cô ấy. Dì Lan. Nhưng Cường Đại, hôm nay cũng là ngày giỗ của ba mẹ Tường Di. Giỗ cùng ngày với ba anh, thật là trùng hợp. Trùng hợp. Năm đó tôi 8 tuổi, ba mẹ tôi đã gặp sự cố chết trong đám cháy. Cậu Dương à, tại sao cậu đối với vụ án này lại quan tâm tới như vậy? Tính của em cũng hơi tò mò một chút. Với vụ án chưa phá được thì lại càng tò mò hơn. Một phần cũng bị ảnh hưởng bởi kiểm sát viên Thiết đó thầy. Ờ, à, vậy thì tốt rồi. Mấy bữa trước có một người đã cầm bức tranh này của ba Tường Di tới gặp tôi ký gửi. Sau khi xem tin tức ở trên TV thì tôi phát hiện anh ta là người ở trong trường luyện thi của cậu. Là ai vậy? À. Thầy Nghiêm. Ở Cường Đại, lát nữa tôi quay lại. Tạm biệt nha. Đúng là anh ta đó, thật là trùng hợp. Thầy ấy là người ký gửi bức tranh, không phải là trùng hợp. Bởi vì thầy Nghiêm cũng dính vào vụ án năm xưa, mà bây giờ Chim Định Tuyên được ra tù, thầy ấy rất lo lắng. Còn có một chuyện nữa tôi cần phải nói với cậu. Chuyện xảy ra vào năm đó, Tường Di còn rất nhỏ. Cô ấy còn bị rối loạn căng thẳng sau sang chứng, cho nên cô ấy không nhớ về chuyện này nữa. Dì của Tường Di cũng đã nhiều lần dặn dò tôi đừng nói với Tường Di về chuyện này. Dạ, chuyện này em hiểu rồi. Ngoài ra, người hồi nãy xin cậu để ý giùm tôi một chút. Em nhớ rồi. À, vậy là dì sau khi vụ án xảy ra, dì của Tường Di đã đổi tên cho cô ấy. Dì Lan. Ừ. Không ổn. Lúc nãy thầy Nghiêm vừa biết lai lịch của Tường Di. Thưa thầy, bây giờ em phải đi rồi, cảm ơn thầy. Sao trùng hợp như vậy? Ông chủ. À, cô Tường Di. Sao ông nhìn vào áp phích của mình đờ ra vậy? Cô Tường Di à, cô tới thật đúng lúc. Tôi có vài chuyện muốn hỏi riêng cô một chút. Cô đi theo tôi. Tôi biết rồi, ông lại muốn nhờ tôi thẩm định đồ chứ gì. Tư liệu xong rồi chưa? Ông chủ, ở trên này có thứ gì cần tôi thẩm định sao? Là vậy, tôi có chuyện muốn hỏi cô, không muốn để người khác nghe thấy mà. Ồ, có chuyện gì mà bí mật vậy? Tôi còn nhớ là trước đây cô rất là quan tâm tới bức tranh cá chép Dược Vũ Môn của tôi. Còn nữa, lần trước lúc tôi mời cô đi thẩm định giùm tôi bức tranh cổ, cô luôn quan tâm tới đồ chặn giấy bằng sư tử, còn luôn miệng hỏi tôi nó từ đâu tới. Cô còn nhớ hai thứ đó không? Tất nhiên là tôi nhớ. Tôi nghe người ta nói là hai thứ đồ đó thật ra chính là của gia đình cô. Đúng rồi. Sao cô không nói cho tôi biết? Đó là chuyện trước đây đã lâu rồi mà. Lúc còn nhỏ, nhà của tôi bị trộm, đã bị mất rất nhiều thứ. Hơn nữa ông cũng là người bị hại mà. Làm sao tôi có thể mở miệng nói với ông thật ra thứ ông mua là đồ ăn cắp. Nhưng mà tôi cũng rất vui vì gặp được người biết thưởng thức tranh của ba tôi. Lúc xảy ra vụ trộm đó, cô mấy tuổi? Cô nhớ được bao nhiêu về vụ trộm đó hả? Trà một chút. Tử Đức, Tử Đức. Hả? Cô có thấy Tường Di đâu không? Cổ vừa theo thầy Nghiêm ra ngoài rồi. Họ đi đâu vậy? Lúc nãy hình như họ đi về hướng đó. Chắc họ lên sân thượng đó. Được, cảm ơn cô.
ông làm gì vậy? Dương Cư Đại, này, anh làm gì vậy? Dương Cư Đại, tôi không sao. Anh làm gì vậy? Thầy Nghi. Nè, cứu tôi, cứu tôi với. Dương Cư Đại, anh bị điên rồi sao? Lúc nãy ông ta định đẩy cô xuống dưới. Ông ấy không có đẩy tôi xuống dưới, tôi đang phụ ông ấy một băng rôn. Lúc đầu ông ấy tính buộc, nhưng sợ độ cao với lại thân hình mập quá, tôi không nhìn chặt được, nên tôi mới nói là sẽ giúp ông ấy. Lúc nãy ông ấy đang nắm tôi lại chứ không phải là đẩy tôi. Tại sao tôi phải đẩy cô chứ? Cô cũng kỳ lạ thiệt. Ông ta nói cái gì thì cô cũng tin, còn theo ông ta lên trên này nữa. Tôi kỳ lạ cái gì? Anh mới là kỳ lạ đó. Ông chủ, tôi xin lỗi. Dương Cường Đại quá lỗ mãng. Bây giờ ông cảm thấy sao rồi? Có cần đi bệnh viện khám không? Ông ta không bị nặng vậy đâu. Anh đừng có nói chuyện nữa. Tôi không sao. Tôi không sao. À phải rồi, cô vẫn chưa nói với tôi, sao cô lại một mình đi với người này lên sân thượng để làm gì vậy? Vụ trộm đó cô còn nhớ bao nhiêu hả? Năm đó tôi 8 tuổi. Dì Lan nói với tôi, năm đó lúc chúng tôi vừa về tới nhà, ở trong nhà đang cháy, chúng tôi xông vào để dập lửa. Kết cục là tôi bị phỏng, suýt nữa đã chết. Sau đó được đưa tới phòng cấp cứu. Lúc tôi tỉnh lại thì đã không còn nhớ được gì nữa. Bác sĩ nói tôi bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Thì ra là như vậy. Vậy thì tốt. Ý tôi nói, lúc còn nhỏ mà cô đã gặp chuyện như vậy nhất định rất đau khổ, cho nên tôi muốn quyên một ít tiền để giúp đỡ những người giống cô, giúp đỡ những trẻ em gặp nạn. Không biết cô có thể giúp tôi tiến hành được không? Ông chủ, ông thật tốt bụng. Quyên tiền làm từ thiện hả? Trên đời này nhiều người như vậy, thầy không tìm người khác đi tìm cổ, cô còn ngờ ngợt đi theo thầy ta lên đó. Cô cảm thấy mình là ai? Nhà từ thiện hay là đại gia đi? Dương Cường Đại, hôm nay anh làm sao vậy? Tại sao lại ăn nói ngang ngược vậy? Thôi mà, thôi mà, hai người đừng cãi nhau về tôi nữa mà. Không có ai cãi nhau gì ông. Tường Di à, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với Cường Đại một chút. Cô có thể cho hai chúng tôi một chút không gian được không? Thôi được. Vậy nếu như anh ta lại muốn đánh ông nữa, ông nhớ phải kêu cứu đó. Cảm ơn. Em Cường Đại à, thầy Dương, tôi nghĩ chắc là cậu Thiết đã nói với cậu hết rồi ha. Đúng vậy, tôi chính là kẻ trộm, tên trộm chuyên nghiệp. Nhưng mà đôi tay tôi trước giờ chưa bao giờ nhúng máu. Hơn nữa, sau vụ án ở nhà Uông gia, tôi đã rửa tay gắt kiếm, không còn làm những chuyện xấu xa nữa. Thật đó, nếu cậu không tin, có thể kiểm tra. Trong 23 năm này, tuy tôi không làm việc từ thiện, nhưng mà có thể nói tôi hoàn lương rồi. Tôi đảm bảo với cậu, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ làm việc thật tốt, làm việc thiện. Cậu hãy tha thứ cho tôi, được không? Tôi không có tư cách gì tha thứ cho ông. Tôi biết chứ. Tường Di, tôi có lỗi với cổ. Nhưng mà bức tranh đó là của ba cổ. Tôi thật sự bỏ tiền ra mua đó, không phải là ăn trộm đâu. Là trùng hợp như vậy. Đây có lẽ cũng là ý trời. Tôi sẽ lấy nó về để trả lại cho Tường Di. Được. Nếu như ông đã biết lai lịch của Tường Di, tôi muốn bảo vệ cổ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ luôn luôn giám sát ông. Còn về chuyện lúc đó, rốt cuộc tay của ông có nhuốm máu hay không, ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cái này là dữ liệu giám sát kho hàng của tôi. Tôi phát hiện kho hàng của tôi bị trộm. Cảnh camera ghi được, xem có vẻ giống như những gì nữ trộm đã làm trong cuộc đấu giá. Nhưng mà hình trong đó rất mờ, nên tôi muốn nhờ sếp Thiết. Thiết bị bên cảnh sát
sẽ tin gì hơn. Cậu xem có thể đối chiếu được không? Sếp Thiết. Ờ. Báo cáo khẩu súng tìm thấy ở nhà Mã Sa đã có rồi, trùng khớp 100%. Yes. Nếu như sếp Thiết còn có chuyện phải làm, vậy tôi xin cáo từ. À, được, sẽ liên lạc lại sau, xin phép công tiện. Trời ơi, còn nóng hổi luôn, thật sự nóng hổi luôn đó. Thật tốt quá. Ừ. Đã có bằng chứng mới, đã có vật chứng mới. Tôi đi chuẩn bị hồ sơ, xin phép điều tra. Dạ. Dù cướp ở Uông Gia. Yes. Có thể ra ngoài rồi. Nên mình sẽ chuẩn bị tư liệu, buổi tối cậu không cần phải chờ mình. Được, mình biết rồi. Ê, cảm ơn nha. Ừ? Tiểu Thiết. Alo. Ồ, anh phải thăng ca sao? Ờ, được rồi. Vậy tôi biết rồi. Được, tạm biệt. Tiểu Thiết có chuyện gì à? Sao lúc nãy không kêu tôi nhắn cô là được rồi? Anh nói là tối hôm nay phải thăng ca, nên ảnh ở lại văn phòng gọi đồ ăn họ đem tới. Phát hiện ra món bánh gối ngon cực kỳ, nói tôi đừng có ăn no quá, sẽ đem một hộp về cho tôi. Tại sao chứ? Tại sao cái gì chứ? Phát hiện được đồ ăn ngon muốn chia sẻ với bạn bè là rất bình thường mà. Đồ giống anh. Tôi thì làm sao chứ? Tôi có làm gì đâu. Lúc nào mà tôi không nghĩ tới cô. Hai người đúng là... Cường Đại. Hai người... Sao cậu lại phản ứng như vậy chứ? Tôi chỉ là cảm thấy buồn cho chú Huân đây. Chú Huân làm nhiều món ngon như vậy, vì mà cô kêu ăn tối đừng ăn quá no rồi về nhà ăn tiếp. Tiểu Thiết làm như vậy cũng không phải phép mà. Như vậy cũng tốt mà. Chú Huân à, chú không cần phải nói giùm cho họ vậy đâu. Còn dám nói người ta, anh cũng như vậy thôi. Mỗi ngày sau khi từ căng tin về nhà, buổi tối vẫn phải ăn thêm mì. Chú Huân, chú coi, ảnh cảm thấy món ăn của chú làm không ngon đó. Uông Tường Di, xin cô làm ơn nói vô chuyện chính giùm tôi đi. Tôi về nhà rồi ăn thêm là bởi vì tôi ăn rất là nhiều, tôi ăn không no, về nhà thì lại đói. Tôi không cảm thấy món ăn của chú Huân làm không ngon, tôi cảm thấy các món ăn của chú Huân làm rất ngon kia mà. Không chịu tìm hiểu rõ ràng gì hết. Mấy ngày trước Đô Đô Thi xin nghỉ phép, con bỏ lỡ một lần rồi.